cơ cấu số lượng thành viên chính phủ thay đổi như thế nào sau kiện toàn. Với việc Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, chính phủ được tăng thêm một phó thủ tướng so với đầu nhiệm kỳ. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 vào hôm qua, ngày 26 tháng 8. Tại kỳ họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày tờ trình về việc bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo đó, Thủ tướng trình Quốc hội bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 từ 4 lên 5 người. Sau khi thực hiện các bước theo quy định, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Kết quả có 434 trên 435 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về bổ sung số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 từ 4 lên 5 người. Trả lời câu hỏi của phóng viên Vietnamnet liên quan đến nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đầu nhiệm kỳ, Quốc hội ban hành nghị quyết 20/2021 về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 4 phó thủ tướng. Với việc Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về nội dung này, số lượng phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được tăng thêm 1 người so với đầu nhiệm kỳ. Quốc hội cũng tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 3 phó thủ tướng với các ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phúc, Bùi Thanh Sơn. Như vậy, cùng với 2 phó thủ tướng hiện có là ông Trần Hồng Hà và ông Lê Thành Long, hiện chính phủ đã kiện toàn đủ 5 phó thủ tướng như nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua, Tổng thư ký Quốc hội nói. Trong phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội. Trong đó, ông Hồ Đức Phúc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng Tài chính. Còn ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Ngoại giao. Như vậy, với cơ cấu này, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 27 thành viên. Hiện còn chức danh Bộ trưởng Tài chính chưa kiện toàn và do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc kiêm nhiệm nên số lượng thành viên Chính phủ đến nay là 26 người. Trong đó có 6 lãnh đạo chính phủ gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phúc kiêm Bộ trưởng Tài chính đến khi kiện toàn và Bùi Thanh Sơn kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. 16 bộ trưởng các bộ còn lại gồm Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.